Xin chào các bạn nhé, đến với kênh YouTube của Hải. Hôm nay thì Hải lại tiếp tục đi chợ phiên các bạn. Hôm nay Hải đi một cái chợ mà thuộc chợ xã, và xã này thuộc xã Lùng Vai, thuộc chợ Chậu, đúng rồi, xã Lùng Vai và huyện Mường Khương. Và chợ này thì rất là ít các bạn khán giả biết tới. Hôm nay thì Hải sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người nhé. Và bây giờ thì Hải xin mời các bạn đi khám phá nhé. Rồi ok các bạn, hiện tại thì Hải đang có mặt tại ngoài đường ấy, đang đường trục chính. Đường này thì lên chợ trung tâm, đó là chợ Mường Khương, còn đây là thuộc chợ xã nhé. Bây giờ thì Hải sẽ đi vào bên trong để quay chia sẻ cho mọi người một số hình ảnh chợ Chậu thuộc xã Lùng Vai. Và bây giờ thì Hải mời mọi người đi nhé. Chợ nằm tít ở bên trong kia cơ. Hình như là có một video Hải cũng quay cho mọi người rồi. Đấy, chợ này thì bà con đi rất là sớm và về sớm. Hình như là chú này cũng đi về này. Chú mua đồ xong về rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong này nhé. Đây mình thấy. Em đi không đi chợ à? Đi về rồi á? Đây nè. Thấy mọi người xách đồ đi về hết rồi này các bạn này. Đấy. Mà bây giờ có 6:30 thôi. 6:30 thôi, mình thấy là chợ nhá, tầm thường thường 7-8 giờ thì mới bắt đầu là đông chứ, nhưng mà bây giờ thì thấy là chợ. Em chào anh nhá. Lại gặp anh rồi. Cá lóc phi anh các bạn, anh ấy chuyên bán cá, gọi là chuyên bán cá, cá chép, rô phi, có tất. Nhưng mà con phi to nhỉ? Đấy, phi đơn tính các bạn, phi lai. Ở trong đây anh có bể nhá, hình như đợt trước mình quay cho các bạn một lần rồi. Đây, đây các bạn này. Đấy. Con này nó phải rơi vào tầm chắc phải hơn cân các bạn, to lắm này. Đây, con này to anh nhỉ? Đấy. Con này thì các bạn có thể lướng, hoặc nói chung là rô phi thì nó khá là nhiều thịt, hơn cá chép các bạn. Đấy. Đang mài dao. Không biết là hôm nay đi bằng tầm hôm nọ không mà thấy hôm nay mọi người cũng về hết rồi nhỉ? Hôm nay kiểu gì nó không đến này kiểu gì. Thôi em vào tí nhá. Không tí này hết người lại toang. Và tiện qua đây thì vào chợ chơi một tí. Đây cô này đã mua đồ về này. Cô về rồi cô? Đấy, cô mua đồ về rồi các bạn. Chợ thì ở bên trong này này các bạn này. Chợ này đa số là người Mông này và người Dái này. Đây này, bác này bán gì đây? Mình không biết là bác này bán gì đây các bạn. Và có cái hộp rất là bí hiểm. Thôi mình không hỏi nữa, mình đi vào trong này nhé các bạn nhé. Chào chào bác nha. Và bác lấy bao nhiêu tiền bác ơi? Cho bao nhiêu mà lấy bao nhiêu. Ngay đầu cổng các bạn, ngay đầu cổng thì Hải thấy là khá là đông bà con đang đi sắm, đi mua mua thức ăn rồi mua hoa quả. Đấy, trứng này các bạn này. Ở khu vực này chủ yếu là rau củ quả nha các bạn nhé. Đây. Bên này người ta bán cái gì đây? Ở đây thì mình thấy mọi người bán xoài này. Xoài kia quả bé mà chín kìa. Đấy. Đấy, cô này thì bán măng này các bạn này. Măng bao nhiêu tiền một cân cô? 30 à? Cái này măng luộc rồi nha các bạn nhé. Cái này măng tre cô nhỉ? Măng nứa à? 30.000 một cân luộc rồi các bạn. Đấy, chủ yếu là đông đầu cổng đây các bạn. Mình thấy là bà con bán rau. Như em này, em đang bán ngô này. Ngô bao nhiêu tiền bắp em? Bao nhiêu tiền bắp ngô? Hả? 10.000 mấy bắp? 20.000 7 bắp à? 7 bắp.
chia khó nhỉ, ví dụ 20.000 8 bắp chẳng hạn, 10.000 4 bắp chẳng hạn. À, hình như là bà đang mua ngô. Thôi hơn nhau một bắp khuyến mại. Đấy. Bà mua 20.000 à bà? À. Đây ngô này. Cái ngô này là ngô lếp à? Anh bóc thịt ra nhá. À, ngô lếp các bạn. Ngô mang về luộc. Luộc để lấy vừa ăn cả bắp và uống được cả nước các bạn nhá. Cái này uống nước là rất là mát cho cơ thể các bạn. Còn bên kia là người ta đang chọn những quả vải rồi quả mận. Vải chủ yếu ở đây là vải thiều các bạn. Mùa này là mùa vải thiều và mận thì mận tam hoa. Đây. Đây vải thiều này các bạn này. 25 20 đây là 18 này. 38.000. Lại này. Và 25. Tam hoa hay là máu chó anh ơi, đây này. Mận tam hoa. Mận tam hoa. À, mận Bắc Hà xuống nhỉ đúng không? Đúng, mận Bắc Hà. À, mận Bắc Hà. 75.000 ơi. Đồng khách hết nhỉ. Đây anh ấy bán rất là chạy nha các bạn nhé. Thế mọi người mỗi người một túm. Ôi 40.000 cho này. Lấy chuẩn thế. Ở đây xoài, quả muỗng. Mình hay gọi đây là quả muỗng các bạn vì nó to to to. Đây. Đây. Đây là chúng ta đang đứng ở khu vực đầu cổng nhé các bạn nhé. Đây, mấy cô bán gì? Cháu chào cô nhé. Cô bán tằm à? À tằm à? À, giá đỗ à? Ừ, cháu nhìn xa xa đỏ đỏ, à, vàng vàng cứ tưởng tằm. Giá đỗ. À, hết rồi à? Còn mỗi chỗ này thôi ạ. À, 30 tiền một lạng à? Và 16.000. À, bên này thì cà chua bi này các bạn này. Đấy. Mấy cô là người cô là người giấy à cô? Người lùng à? À ở đây là đa số là người lùng ạ. À? À đa số là người lùng và có cả người Mông nữa đúng không? Có người giấy không ạ? Người giấy cũng có. Người giấy cũng có ạ. Người giấy bây giờ nó không mặc giấy rồi. À kiểu mặc quần áo người Kinh hết rồi đúng không ạ? À, bên này thì mình thấy là người ta bán những quả dưa màu rất là đẹp này các bạn này. Dưa này gọi là dưa gì ấy bác? Cái này gọi là dưa hấu đúng không ạ? Cái này thì gọi là dưa gì ạ? Dưa bở. Dưa bở ạ? À, đây này. Cái quả dưa rất là to như quả dưa hấu các bạn. Còn bên kia là người ta bán những quả lê. Mùa này mùa lê các bạn. À, lê mùa này mùa lê chắc là lê nó cũng rẻ thôi. Chắc là chị này mua chỗ này phải 3 cân đấy các bạn. Chỗ này mấy nghìn một cân chị? 10.000 này. À, lê. Đây. Có một em này mua quả. Hình như là giải thi đấu là 19K19A. Chắc là vận động viên ở trường các bạn. Phải không em? À, bạn em mua quả dưa các bạn. Ở đây thì mọi người đi chợ sớm đấy nhá. Mình đến đây bây giờ mới có 6 rưỡi mà thấy rất là nhiều người ta đã về rồi. Ở bên này, bên này mình thấy là người ta bán gì đây các bạn? Cho xem tí cô nhá. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán có mít. Có một ít sáp mật ong ruồi các bạn. Đây là ong ruồi. Cái này thì nó hết mật rồi, nó chỉ còn cái sáp thôi. Cái này để ngâm rượu đây các bạn chứ không còn mật nữa. Đây. Nó hết mật rồi. Cái này còn ít mật này, nhưng mà nó không bõ lắm, chủ yếu là để ngâm rượu đây. Còn sáp không? Cái này thì nó rẻ thôi các bạn. Chắc cái này mấy chục thôi nhỉ? Đây. Nó hết mật rồi. 30.000 đúng không ạ? Vâng. Bởi vì nó hết mật đấy các bạn. Ở đây thì cô có chai mật của nó này. Chai này chai được lửa lít nhé cả nhà nhé. 455 ml. Coi như là lửa lít rồi.
Đây. Cái này trăm mấy ạ? À? Trăm rưỡi à? À, thế tính ra là 300.000 một lít các bạn. Thì chai này chai nửa lít, à, ba có ba chai. Đây. Chai này bao nhiêu? Nói chung là đây này 490 gọi là được gọi là nửa lít đi. Đấy, tính sông xanh là nửa lít và trăm rưỡi một chai, có nghĩa là 300 một chai. Ở bên đây thì Hải thấy là người ta bán cả măng luộc này các bạn này. Đây măng nứa nhá. Đây măng nứa này. Cái này thì luộc xào, luộc thì chấm mắm tôm hoặc là chấm chẩm chéo cũng được. Còn là xào thì xào với thịt hoặc là xào, nói chung là có rất là nhiều thứ để xào cùng với măng. Và cái măng nứa thì ăn rất là ngon các bạn. Cái này là đầu mùa nhỉ cô nhỉ? Giờ bao nhiêu tiền cân ạ? 30 ạ? 30.000 một cân nha cả nhà nhé. Rồi bán 30.000 một cân. Còn đây là quả cà dại ở trên rừng này các bạn này. Đấy, đây này. Đấy. Thấy chưa? Cả này thì người ta tính theo bát, 5.000 bát là 10.000 bát. Còn bên này thì Hải thấy là người ta bán cả rau dớn nữa. Rau dớn để làm lộn hoặc là xào các bạn. Đây, những cái rau dớn này nó ngọn nó rất là non nhé các bạn nhé. À, bên này thì rau tầm gọi là rau thối này. Rau thối hả bác? À, rau thối này đây. Còn bên kia là rau ngót thì chắc chắn là các bạn biết rồi. Nói chung là chợ chậu này thì số lượng người thì nó cũng ít thôi các bạn. Đây gọi là chợ xã mà, chủ yếu là sinh ra để phục vụ cho bà con ở xung quanh để mua bán các mặt hàng và cần thiết ở trong gia đình, cũng như là người ta đi tranh thủ người ta đi chợ mua về rồi người ta không ở lâu. Ví dụ như này, một số người mình đến đây thì thấy là người ta đã về rồi. Còn người ta đi chơi thì ít á. Người ta chỉ đi chợ mua những cái gì cần thiết, sau đó người ta về và đi làm thôi các bạn. Ở đây thì bác bán cả chai ớt này, đỗ tương các bạn. Và anh bán bánh nhá. Đây. À, bây giờ thì Hải sẽ đi sâu vào bên trong nhé các bạn nhé. Chào chào bác nhé. Hải sẽ đi sâu vào bên trong xem người ta bán các mặt hàng gì. Đây là lần thứ hai Hải đi vào chợ này rồi các bạn. Ở đây là bán gì đây? À, đây là cô bán lòng này các bạn này. Cháu xem tí cô nhé. Cái này lòng lợn hay lòng lợn chứ nhỉ? Và cháu tưởng là dồi chó cơ. Đây. Nó bé bé như kiểu dồi chó các bạn. Lòng lợn. À, cô ấy bán cả đậu xị sau này các bạn. Một hũ đậu xị rất là to. Đấy. Bên này là phở. Phở trắng. Ở trên vùng cao nữa thì phở đỏ. Đấy. À, bà con đi chợ thì cũng khá là nhiều. Và bên trong này là khu vực quán hàng ăn các bạn, quán phở rồi quán bánh cuốn. Thì tí nữa chúng ta sẽ vào nha các bạn nhé. Hải sẽ đi sâu hơn vào một tí nữa để quay cho các bạn xem. Đây là khung cảnh chợ phiên ngày hôm nay, chợ Chậu thuộc xã Lùng Vai và huyện Mường Khương, thành phố Lào Cai các bạn. Xin chào nhé. Hình như bạn này mua thuốc trừ sâu về để phun cỏ các bạn. À, đây là có bồ kết này các bạn này. Đây là mình thấy là người ta bán cả bồ kết này. Phải bồ kết không? À, đây là đúng bồ kết rồi các bạn. Ngày xưa là gội đầu toàn bằng bồ kết này thôi. Nhưng mà bây giờ thì người ta thấy xuất hiện xuân siêu này. Xuân siêu cũng làm từ bồ kết các thứ đấy. Nhưng mà ngày xưa là các ông bà là hay dùng cái này để gội đầu. Rất là thơm nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ đi vòng quanh các bạn. Ở đây là khu vực đường chính thôi. Hai bên này thì là chủ yếu mình thấy là người ta bán các mặt hàng như kiểu gội đầu này, rồi cá khô, còn gia vị mùi chính, đường rất là nhiều các bạn. Chợ ở đây thì Hải thấy là làm được chắc là khá là lâu rồi. Đây là các bạn có thể là nhìn
nhìn những cái lán kìa, những cái cột kìa. Đấy, nó một số cột thì nó niêu siêu rồi. Và ở trên mái thì làm bằng bờ lô xi măng. Và có một số trụ thì được đổ bê tông các bạn. Đây này, ví dụ như quán này là có cái trụ đổ bê tông này. Đây. Hai cụ đang đi chợ, chắc là tâm sự với nhau lâu không đi các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong nhé các bạn nhé. Đi sâu vào bên trong xem người ta bán cái gì. Đây là bán quần áo. Chào bà nhé. Đây là bán gì đây? Ở đây thì Hải thấy là người ta bán cái gì đây? Đây là một số cây ở trên rừng, chắc là chữa bệnh các bạn. Còn kia là chắc là chuối rừng. Đây, chuối rừng có ít các bạn. Cà chua bi, rồi quả bí. Ở đây thì mình Hải thấy là có một cái bi chuối rừng này các bạn này. Bi chuối rừng. Cái này là nó kiểu nó chưa ra lại ấy. Đấy, người ta đã mất rồi. Nếu mà ra lại hết rồi thì nó có màu đỏ chót chót cơ. Nhưng mà cái này thì... Đây là cái gì đây? Đây là chuối hồn à? Đây này, xem này, đây là chuối gì đây? Cái này không biết của ai. Cái này quả cháu à? Mẹ đâu? Ai bán hàng? Đây là chuối hồn này. Chuối hồn phơi khô các bạn. Đây là những cái bó gừng các bạn. Thấy một bé này ngồi đây chắc là trông hàng cho mẹ, không biết là mẹ chạy đi mua gì. Ơi, khu vực hàng thịt các bạn. Khu vực hàng thịt. Đây mình thấy là có một bác là bán trứng gà đây các bạn. Đây là gì đây? Đây là trứng gà nhé. Quả nó nhỏ các bạn. Trứng gà này thì ăn rất là chất lượng nhé. Trứng gà bao giờ cũng chất lượng hơn trứng vịt. Cô này bán phở này. Phở đỏ các bạn. Đây, 20.000 một túi. Ở đây là 20.000 hay là 25.000 cô? 15.000. À 15.000 nhá. 15.000 thì chắc là chưa được cân chứ nhỉ? Được một cân nhá. Thế bán rẻ hơn ở trên kia. Đây. Phở đỏ này. Cháu quay tí cho xem tí. Đây là phở đỏ này các bạn này. Phở này làm từ gạo gạo lương đỏ mới kết hợp với gạo tẻ một tí cô nhỉ. Hôm nọ thì mình không biết là mình quay cho các bạn xem chưa cái quy trình người ta làm ra cái phở đỏ này. Có nghĩa là người ta đồ có phải là đồ sôi gạo đỏ lên không nhỉ? Xong trộn với gạo tẻ một tí. Xong xay ra là thành. Vâng. Hôm nọ cháu cũng xem người ta sản xuất một đoạn. Đấy, đây là những chai ớt này các bạn. Chai ớt người ta xay ra rất là đỏ nha các bạn nhé. Đây. Chai ớt này thường là 20.000 đến 25.000. Đấy. Bình quân nhất là 20.000 một chai các bạn. Rất là đỏ. Đấy. Cô có cả hạt dổi này. Đấy. Đấy. Cái này chắc là... Chắc là đường nạng các bạn. Mấy chục một nạng cô? 100.000. Còn túi nhỏ này là 10.000 một túi. Nói chung là tùy từ người mua. Có người thì thích mua nhiều. Người thì mua túi này thì đủ dùng trong một tuần. Hoặc người ta mua ít một để về đỡ để lâu. Cái này thì là các bạn có thể là cho vào gia vị thức ăn. Hoặc là các bạn có thể nướng ra cho vào... tiết canh hoặc nói chung là cho vào gia vị tiết ăn rất là thơm nhé cả nhà. Đấy, khu vực người ta bán thịt này. Ở trong này thì Hải sẽ vào sâu hơn một tí. Chợ này thì nó cũng rất là nhanh. Gọi là chợ nó không được rộng ấy. Nên chúng ta đi vài bước thì đã hết chợ rồi các bạn. Đây là vải. Đây là vải các bạn. Đây là mận tâm hoa ở trên Bắc Hà xuống sao này. Đấy. Cho xem gì. Mận tâm hoa cô. Tâm hoa. Cái này chắc là 10.000 hay 15.000 à? 15.000 một cân.
Mùa này là mùa tăm hoa với mùa vải. Đâu cũng thấy tăm hoa và vải các bạn. Đây cũng vải này. Đấy. Bên kia thì người ta bán giá đỗ. Đây này, Hải sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người một số nhé. Đây là quả chanh các bạn. Không biết chủ đâu. Còn kia là cà tím và mướp đắng. Đây mướp đắng này cả nhà ơi. Đấy, đây là những quả mướp đắng. Còn đây là cà tím. Đấy, đây là khu vực người ta bán cà chua. Cà chua bi các bạn. Ở đây là thang. Ôi, cái này là chắc là mình trồng được đây. Quả nó nhỏ lắm này các bạn này. Đỏ, nhỏ. Cái này mấy tiền một cân chị? Mấy tiền cân ạ? 20.000 à? 20.000 một cân các bạn. Chị đang chọn. Đấy, cứ quả đỏ mà chơi chứ. Hầu như quả nào nó cứ đều nhau các bạn. 20.000 một cân. Bây giờ mình cho bạn xem một tí nhé. Đây này. Đấy. Cái quả này chắc là ở trên mình trồng đây các bạn. Bởi vì nó nhỏ này. Và nhưng mà nhỏ này ăn rất là ngọt nhé các bạn nhé. Tươi. Cái này chắc là mới vặt từ chắc là trong ngày hôm qua đây các bạn. Thăng Long. Ở bên này là người ta bán cả bí này các bạn này. Cả bí này. À. Cái này xào bà nhỉ? Bà mua về xào hay luộc ạ? Luộc cũng được, lấy xào cũng được. Nhưng mà lon này là xào ăn ngon nhỉ? Ừ, đúng rồi. Lon này là xào được ăn được cả vỏ. Cái này thanh long đỏ hay là trắng đây? Cái này gọi là bí lon các bạn. Vì vỏ là xào được cả vỏ nhé. Vỏ ăn được tốt mà. Vâng. Bên kia này bán cả dưa nữa. Dưa này dưa người Mông các bạn nhé. Quả nó rất tròn, nó bầu bầu và nó béo béo các bạn. Ngồi đây cho bạn chọn. Hai cân. Đấy, bầu quả bé ra là nó tươi một tí đúng không? À, hôm nay bà mua cả rau dớn à? Đấy, bà mua các loại rau mận này, rau dớn này, rồi bí này. Bà đang định mua khoảng 2 cân. Mấy tiền một cân bà? 10.000 một cân này, cũng rẻ nhỉ. Còn mua này đỡ phải trồng các bạn. Ok các bạn nhé. Bây giờ thì Hải sẽ đi vào bên trong này một tí. Ở đây thì xoài này. Ở đây người ta bán quả xoài to chưa các bạn? Cháu xem một tí nhá cô nhá. Ở đây cái này gọi là quả xoài ấy, quả kéo ạ. Xoài á? Quả xoài à? Ồ to nhờ các bạn. Bao nhiêu tiền một cân ạ? 10.000 một cân. Cái này xoài nhà nhỉ? Của nhà đấy. Ở đây là của nhà mang đi này. Cái nhựa mình vẫn thấy là còn tươi này các bạn này, nó chảy nhựa này. Đấy, chắc là mới bất. Một là mới bất tối chiều hôm qua, hai là mới bất sáng nay. Đấy. Quả rất là to nha các bạn nhé. Đây. Mùa này thì mùa xoài các bạn. Ở trên này mình Thăng Long cũng vậy. Thăng Long đỏ này ở trên mình trồng được nha các bạn nhé. Mỗi tội là quả nó hơi nhỏ một tí nhưng mà ăn rất là ngọt. Xoài nõi đỏ đấy các bạn, ruột đỏ. Còn đây là những cái quả xoài mà bà con cũng trồng được. Gọi là cây quả ở nhà mang đi bán có 10.000 một cân thôi. Nhưng mà quả ví dụ như quả này cũng nặng đấy các bạn. Quả này mình nghĩ là nó phải rơi vào tầm 1 cân đấy, 1 cân mốt rồi đấy. Nó rất là nặng. Cháu thử một tí nhé bà nhé. Thử tí xem đoán quả này bao nhiêu cân. Quả này rơi vào tầm 8 lạng rồi đấy. Mình đoán là gần 1 cân các bạn. Đấy, nó rất là to. Rồi cháu cảm ơn đi nhá. Cháu đi quay một tí. 10.000 một cân. Đây. Bên này có một anh bán cá các bạn.
Đấy. À, anh ấy đã... hình như con kia con cá chấm các bạn. Con đấy chắc phải hơn 2 cân nha. Con đấy phải 3 cân đấy nha. À 2 cân 4. Ba cân không anh? 2 cân 4 à? À tưởng 3 cân. À. Ở đây thì dô phi lai to nhỉ các bạn nhỉ? Đấy. Con này phải trên 1 cân đấy, tầm cân 3 cân 4 đấy. À đơn tính à? Ồ con này to nhỉ? Đây này, con này to này các bạn này. Đấy rồi, con này to chưa? Cá to này thì bao nhiêu tiền cân? Dô phi lai này? 70 à? À. Không, cái loại này thường thường đi hỏi là lấy bình thường là hỏi 35.000 một cân. 35.000 đúng không? Nói chuẩn giá nào. Thế là bao nhiêu, có bình quân là bao nhiêu? Hả? À, 50 à? À. Hay là nó mình hỏi nó nhỏ hơn nhỉ? Thế mà loại nhỏ hơn chắc là 35 thôi nhỉ? Nói chung là mỗi một nơi thì nó có một cái giá khác nhau, lệch nhau một tí. Đây là... Không, hôm nào em đi hỏi 35 nó cũng phi line này nhưng mà nó nhỏ hơn một tí. À, đấy. Đấy, đấy tầm đây tầm 7-8 lạng cái đây. Nó tầm hỏi nó tầm đấy. À, cá chấm. Rồi ok các bạn nhé, đây là cái toàn bộ cái khung cảnh chợ phiên, đó là chợ Chậu, xã Lùng Vai thuộc huyện Mường Khương. Hải vừa quay tất cả cho mọi người xem đấy. Chợ này thì nó rất là bé thôi nhưng mà nó rất là mộc mạc và giản dị các bạn. Bà con ở đây thì đi chợ khá là sớm, mua những mặt hàng cần thiết, sau đó là người ta sẽ đi về luôn, và người ta đi làm ấy, người ta đi làm việc khác các bạn. Hình như bà mua được cân dưa, dưa béo các bạn. Đây những quả dưa rất là béo, to, béo. Ở đây là khu vực cuối chợ rồi. Bây giờ thì tiếp tục Hải đi ra bên ngoài để quay chia sẻ cho mọi người nhé. Đấy, các bạn thấy những cái lều, những cái quán thì làm từ gỗ. Đấy. Ví dụ nó hiện trạng cái này thì mình đoán là nó phải rơi vào tầm 6-7 năm, có khi là chục năm này các bạn. Đấy. Nó rất là thô sơ. Đấy. Mái thì bồ lôi xi măng. Một số quán kia thì được đầu tư nâng cấp hơn một tí. Người ta làm từ những cái cột inox. Rồi máy bằng tôn. Đấy, khu vực hàng thịt các bạn. Thịt lợn bây giờ thì là bình quân nó rơi vào 100.000. Hàng quần áo. Ở bên trong này thì hình như có phở, có 2 quán phở các bạn. Đây. À, trong chợ này thì mình thấy là có đây là của một quán hết chứ không phải 2 quán. Bởi vì là chợ này ít người nên là cũng ít quán phở các bạn. Đây. Đấy chủ yếu ở đây là chủ yếu là phở thôi, còn ngoài kia thì có cả bánh cuốn và có cả bún nữa các bạn. Bác Thu vẽ mãi chưa hết à?
Đấy, đây là quần áo đồng bào nhá, quần áo của người Mông các bạn. Đây là những váy trẻ con, đây là váy người lớn này, và đây là có cả một số túi thổ cẩm. Đây là hàng khô, đây là người ta gọi chung là hàng khô các bạn. Ở khu vực đầu cổng thì mình thấy là đa số là đông nhất các bạn. Còn khu vực ở trong này thì ít người hơn. Ở đây là bán bánh cuốn này các bạn ơi. Bánh cuốn. Đây, đây là những gian hàng khách có thể là ngồi ăn bánh cuốn hoặc là mua về. Đây thì bên này cũng thế này. Ngô, người ta đang mua ngô vậy. Bà mua được mật ong ở bên kia à bà? À, bà vừa mua mật ong bên kia đúng không? Vâng. Bao tiền chỗ đấy bà? 15.000 thôi. 15.000. Cái này nhưng mà nó hết mật rồi ấy. Hết mật rồi. Bà mua về làm gì ạ? Ngâm rượu à? Ngâm rượu làm thuốc. Bác mua cho bác trai uống đúng không? Đây. Cái này ớt mường khương hả bác? Trông giống ớt mường khương nhỉ? Mà đây mường khương mà đúng không? Cay lắm nhỉ? Ớt này cay. Đúng rồi, ăn ớt nó phải cay. Ví dụ bao tiền một chai này ạ? 20.000 rẻ nhỉ? Có nơi thì bán 20-25. Bình quân nhất là 20. Đấy, bác ấy bán cả một hũ đậu xị rất là to. Cái này thì ăn cùng với kèm với cái gì ạ? Kèm với thịt. Thịt à? À, chấm thịt ạ? Kho cá ngon. À, kho thịt. Vâng. Kho thịt, kho cá. Mình ở... Mình ở thành thị là ít ăn những đồ này. Không ăn quen thì không biết ăn. Vâng, hôm nọ cháu đi ăn phở người Mông rồi cháu cho thử vào ấy, phở đỏ ấy bà. Nhưng mà ăn không quen lắm. Chợ. Đây là chợ Chậu nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta đang đứng ở ngoài cổng. Nói chung là khu vực hoa quả này là mình thấy là đông nhất. Còn bên kia người ta bán trứng vịt, trứng gà và con giống nhé. Chợ nó chỉ như thế này thôi hả bà? Không, đây là lần thứ hai cháu đi chợ này rồi. Lần trước cũng đi gì? Dạ? Tuần trước có đi không? Không, tuần trước nữa. Tuần trước nữa thì đi sao mà. Đi xem bà con buôn bán gì. Đây dưa. Vâng. Đây gọi dưa bở bà nhỉ? Vâng. Đấy, dưa bở. Dưa bở nhà khắp trồng ấy. Vâng, nhà trồng được ạ. Ừ, nhà trồng được. À, dưa mình trồng được nhỉ, quả bé nhỉ? Bé nhưng mà ăn ngon bà nhỉ? Ừ. Quả đấy kiểu mình muốn mua nó quả nhỏ nhỏ nó vừa phải đúng không? Mua quả Trung Quốc này nó to quá. Đây, mọi người đi chợ. Đấy, ok các bạn nhé. Đấy là Hải vừa quay cho bạn xem là toàn bộ khu vực chợ Chậu. Đấy, chợ nó chỉ như thế này thôi. Đấy, bà vừa cũng chia sẻ nó chỉ như thế này thôi. Đây là toàn bộ từ đầu cổng vào bên trong kia. Và bên trong kia thì Hải cũng vừa đi vào cho quay cho mọi người xem rồi. Thì bà con đi chợ thì khá là sớm. Đấy, người ta đi chợ xong thì người ta cũng tranh thủ đi về để làm công việc ở gia đình, ví dụ như là ra ruộng rồi lên nương hoặc là đi làm một cái việc gì đó, nên người ta đi cũng khá là sớm và người ta về cũng sớm các bạn. Đấy, thăng long đỏ này các bạn ơi, thăng long đỏ. Ở đây thì Hải thấy là chợ này ít bán thảo dược, ví dụ như là ba kích hoặc là sâm đá hoặc là tắc kè thì là không thấy, chủ yếu là những cái nông sản bình thường hàng ngày, ví dụ như rau củ quả, ngô rồi bún phở, đấy những cái thứ mà
rất là bình dị, hàng ngày người ta mang ra chợ bán. Còn những thảo dược các thứ là hầu như là Hải không thấy. Đấy, đi chợ phiên thì các bạn có thể đi ăn bánh cuốn này, đi ăn phở. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là video của mình thì quay cũng chia sẻ tới đây thôi. Thì chợ thì nó cũng chỉ có thế thôi, nên mình cũng không biết quay gì nữa. Ở đây là măng, à xả. Đấy, chị này bán rất là nhiều đồ nha, chắc phải mang cả xe đi mất đấy. Đúng rồi đấy, một dãy từ kia là khá là nhiều trứng nào, hành nào, rồi giá đỗ nào, khoai lang nào, rồi khoai tây, cà chua, hành, rồi nhiều lắm các bạn. Đấy, tranh thủ buôn cả mận này, xong lại tranh thủ buôn cả bánh mì nữa, rất là nhiều nghề các bạn, và có cả đào nữa. Bánh mì, bánh rán, bánh kẻ, có cái gì cũng có nhỉ. Đây gọi là hàng hàng chung, gọi là hàng khô nhỉ chị nhỉ. Đây gọi là hàng khô nhỉ, hay gọi là hàng gì nhỉ? À, rau củ quả. Hàng khô là hàng cá khô, nước mắm các thứ. Nói chung là bán nhiều lắm các bạn, kể ra thì cũng khá là một danh sách dài. Và chắc là chị có xe tải chị chở đi mới chở được nhiều. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là video của mình thì chia sẻ tới đây thôi. Mình đã đi một vòng quay tất tần tật cho các bạn chợ Chậu thuộc xã Lùng Vai, huyện Mường Khương và thành phố Lào Cai. Video của mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hãy đăng ký cho mình xin một like và một chia sẻ nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.